Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Trưa nay thì trưa nay Bùi Hải Vlog có nhận được tiền của chị Ba Điền Lý ở Úc, cô chú anh chị gửi về cho vào tài khoản của Bùi Hải, là đây có hóa đơn à cô chú anh chị, đó 17.090.000 gửi về 1.000 đô Úc cô chú anh chị, 17.090.000. Đó thì nhờ Bùi Hải gửi tặng cho mấy anh em ở đây ha cô chú anh chị. Thì chị cũng có nhắn gửi cái tin nhắn là danh sách đó cô chú anh chị, để tặng ai có không có ở trong đây nha cô chú. Đây danh sách để mở sáng lên nè. Mà cô chú anh chị, danh sách những người có tiền: Hải, anh Ngọc, anh Phương, Bích, Khang, Thiện Tiên và 16 ếch ha cô chú anh chị. Còn ở dưới là Hải ơi, còn như bao nhiêu em nhận, em cầm giữ cho chị sẽ nói chuyện với em sau. Đó, chị Ba, chị Đình Lý có gửi tin nhắn này cô chú anh chị. Đây là Bùi Hải đang đứng là danh sách của đây là 1.000 đô là được 17.090.000 nha cô chú anh chị, 1.000 đô Úc. Chờ cái tin vui. Đó. Ở đây thì ở tại mộ thì cũng có một cái tin vui nữa. Ở chị Bích đâu? Ở chị Bích đâu anh Ngọc? Chị Bích đi đây rồi. Chị Bích đẹp nào? Có một cái lọc thùng. Điện thoại không? Điện thoại chị đi. Chị điện giùm đi, chị điện có chị Bích đi em gửi trao luôn. Hồi nãy chị hỏi thằng Hải đi chưa, cái em nói Hải còn nằm ngoài ai biết đâu, tưởng đâu anh mua cơm mà ai cũng cái sầu riêng bự vậy. Phương á, tôi Phương bữa nay đây danh sách nè, Hải 10 triệu, anh Ngọc 1 triệu, Phương áo vàng 1 triệu, chị Bích 1 triệu, Khang 200, Thiện Tiên 200, 16 hết 200. Đây này. Hồi trước là chị Điền Lý có hứa là tặng cho Hải để đó, cô chú anh chị. Có danh sách đàng hoàng. Hải được chị 2, chị 3, chị 4 gì đó là đó, đây là danh sách của chị Điền Lý gửi cho mấy anh em nha cô chú anh chị. Cho nên không biết là kỳ này là Hải có mua điện thoại nữa không ta? Không, cái này là em đợt em hứa khi nào mà em nhận được tiền của chị Ba chị Tư, nhưng mà đợt hổm là em nhận tiền của chị Tư trước rồi, là em có hứa là em nhận tiền của chị Ba chị Tư là em sẽ gửi tặng cho anh Ngọc 1 triệu, là chị nào em cũng tặng cho anh Ngọc hết. Bởi hổm nhận tiền của chị Tư là em có gửi tặng cho anh Ngọc 1 triệu rồi. Ok anh Ngọc lên tiếng cái trời thì đứng gật đầu hoài. Còn hôm nay Bùi Hải nhận được tiền của chị Ba Điền Lý cũng gửi tặng cho anh Ngọc 1 triệu nữa cô chú anh chị, như lời của Bùi Hải đã hứa ha. Vậy là anh Ngọc được 2 triệu. Còn chị Bích đâu, chạy chị không lên rồi gửi tiền luôn chứ. Hải tụt xuống còn lại 9 triệu. Bấm nó dừng cái đi. Đâu nó không quay. Đó bây giờ thôi chị Bích cũng lên tới cô chú anh chị ơi, sẵn đây Bùi Hải sẽ gửi kiếm chị Bích sao? Tiền cho chị luôn ha cô chú anh chị. Để Bùi Hải lấy tiền. Em gọi điện cái không bắt máy. Ra đây đi, ra đây, cầm học cái này đi cô chú anh chị ơi. Sao tôi ra được, ai ra ra đi. Dạ luôn. Học cái điện thoại. Buổi lễ công bố ra, ồ lộn, trao tiền. Đến công bố. Đâu? Đâu? Công bố hả? Bây giờ trao trước đây ai tiền. Này, chị Bích bấm cho. Ai tiền ít trao sao? Đúng rồi. Bây giờ anh Ngọc tiền nhiều nhất đúng không? Anh Ngọc là được 2 triệu. Đây chị Ba Điền Lý cũng có gửi tin nhắn á. Nhà Bùi Hải là gửi tặng cho anh Ngọc 1 triệu. Dạ em cũng cảm ơn chị Điền Lý, em chúc chị Điền Lý được nhiều sức khỏe, gắn chị giấy thành công trong cuộc sống mình. Em cảm ơn chị rất nhiều và rất nhiều cảm ơn Hải nha. Rồi ok anh. Là chị Ba cũng gửi tặng cho anh Phương là 1 triệu nữa nè. Là giống như hồi nãy Bùi Hải cũng đã đọc lên rồi hai cô chú anh chị. Em đã nhận được 1 triệu của từ chị Ba Điền Lý, em xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha cô chú nha chị. Cũng cảm ơn Bùi Hải luôn nha. Ok. À, chị Bích. Chị Bích, chị Ba Điền Lý ở Úc cũng có gửi tặng cho chị 1 triệu nè. Chị
Em cảm ơn chị Ba Điền Lý rất nhiều, em nhận được 1 triệu từ Bùi Hải. Em chúc chị sức khỏe. Rồi, chị Tiên. Rồi, chú Tiểu lên nhận luôn đi, anh cầm cho. Chú Tiểu lên luôn đi. Rồi, nè. Anh Ngọc cầm giùm em luôn. Ba anh em mình lên. Chị Ba có gửi cho chị 200. 200.000. Anh em mình lên luôn, chuột ơi. Rồi, Tiên cũng cảm ơn chị Điền Lý. Thì bữa nay là Tiên cũng nhận được 200.000 từ chị. Thì Tiên cũng xin phép làm dùng cái số tiền này để mua đồ cúng cho chú nha. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, chị Ba cũng gửi tặng cho anh Nam. Anh Nam hả? 200. Dạ, em cảm ơn chị Ba Điền Lý nha, đã cho chú Tiểu 200 đổ xăng đi tới đi lui. Đi xuôi đi ngược hả? Thôi anh Nết, chị Ba cũng gửi anh 200 để có kinh phí đổ xăng này kia ha. Còn 16X cũng đã nhận được 200 ngàn từ chị Điền Lý ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo gia đình được bình an, làm ăn phát tài, phát lộc. 15X cũng cảm ơn Hải luôn nha. Dạ. Trợ duyên cho mấy anh em. Còn Bùi Hải là chị cho Bùi Hải 10 triệu. Đây, Bùi Hải lấy 10 triệu ra đây. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi tiền bạc đừng giỡn. Còn đây nữa, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 3 triệu rưỡi. Và tiền của chị Ba Điền Lý là còn dư lại 3 triệu rưỡi. Đúng không? Bây giờ Bùi Hải còn giữ tiền của chị là 3 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. Và chị cũng để lại cái tin nhắn là nói còn dư tiền Bùi Hải giữ giùm cho chị. Là chị sẽ gọi điện thoại nói chuyện nhờ Bùi Hải làm công chuyện giùm chị. Mà cũng chưa biết là làm cái gì. Đó, bữa em có hứa với anh Ngọc á, là em nhận tiền của chị Ba chị Tư là em sẽ gửi tặng cho anh 1 triệu. Chị lên đây. Trời ơi. Là hôm nay em cũng gửi tặng anh 1 triệu giống như là cái lời em hứa với anh ha. Rồi anh cảm ơn Bùi Hải luôn. Là bữa hổm mà chị Tư em cũng có gửi tặng cho anh 1 triệu rồi. Bây giờ chị Ba em cũng gửi tặng cho anh 1 triệu. Rồi anh cảm ơn Bùi Hải nha. Rồi. Chúc nhiều sức khỏe. Đây gì thì Ngọc cũng chia lại cho chú Tiểu 500 để đậu xăng. Đây. Chú Tiểu luôn hả? Trời ơi. Anh em giữ á. Ta chia đó thấy chưa? Lên kè, lên ta chia kè. Chú Tiểu cũng quá vui ha, chú Tiểu là trước đây là giữ mộ chú á, sau này là tới anh Ngọc. Bây giờ anh Ngọc là Ngọc chia lại cho chú Tiểu 500, vui quá chứ. Còn 3 triệu rưỡi. Thì bây giờ Bùi Hải Vlog cũng thay mặt mấy anh em ở mộ đây cảm ơn chị Ba Điền Lý, chúc mừng, chúc cho gia đình chị Ba Điền Lý, gia đình gia đạo lúc nào cũng mạnh khỏe nha, nha chị Ba. Để Bùi Hải lên coi 17 triệu. 17 triệu 100 ngàn đây Bùi Hải nhân lên máy tính luôn cô chú anh chị. 17 triệu 100 ngàn trừ 13 triệu 600 đúng không? Để Bùi Hải trừ 13 triệu 600 mà cô chú anh chị, bây giờ mình bằng còn 3 triệu rưỡi là Bùi Hải còn giữ lại tiền của chị Ba còn dư đây là 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Đó, tiền bạc cái nào giỡn giỡn với tiền bạc Bùi Hải không dám giỡn đâu. Cái nào hơi ra đó đàng hoàng chứ không dám giỡn ha cô chú anh chị. Trời ơi, ai vậy? Mới đây ai điện? Alo.